Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay chúng ta lại trở lại với những câu chuyện của anh Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Và câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề là Bắn chậm thì chết. Mùa xuân, mùa Tết là mùa ăn nhậu. Vậy mà mấy hôm nay trời Cali mưa buồn quá. Ở nhà không biết làm gì, rượu thì đầy nhà nhưng không có bạn nhậu. Đành viết một chuyện ngắn cao bồi cho anh chị em đọc chơi cho vui, ha ha ha. John Well ngồi sau bàn giấy, hai chân gác lỏng lẻo trên mặt bàn, 10 ngón tay xoay chuyển thật điêu luyện để vấn một điếu thuốc mới. Cảm thấy vừa ý, nó đưa lên môi, liếm một cái rồi dán mảnh giấy lại, đưa ra nhìn vào tác phẩm của mình. Mẹ, điếu thuốc coi tròn trịa và dễ thương ra phết, cuốn như thế mới gọi là cuốn. Tất cả những gì John làm đều phải đẹp, từ bắn súng cho tới làm tình, cho tới chuyện vấn điếu thuốc lá. Nó đưa điếu thuốc lên miệng, dùng cặp môi và lưỡi xoay tròn nó một vòng, rồi thò tay quẹt một cây diêm vào cái bản giấy nghe đến xoẹt một phát. Ngọn lửa cây diêm lóe lên, ánh sáng vàng nhẹ, lửa cháy xèo xèo nghe ấm cúng nhẹ nhàng. Nhưng John chưa kịp mồi điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa của văn phòng nó. Thằng cao bồi nhăn mặt lại lắc đầu, có vẻ bực mình lắm. Mẹ kiếp, thế là chắc phải phí mất đi một cây diêm. Thực ra đó thì chẳng ai cấm nó tiếp tục bồi lửa điếu thuốc vừa mới cuốn rất công phu, rất vừa ý. Lý do là nó không muốn mình vừa châm lửa điếu thuốc thì bỗng nhìn thấy một thằng cao bồi xuất hiện nơi cửa văn phòng mình với một họng súng đen thùi lùi trong tay. Đang mồi thuốc làm sao mà trở tay cho kịp, chết là cái chắc. Hoặc giả là nếu không chết thì cũng trầy vi trắc vẫy, tùy theo cái phản ứng của mình, tùy theo tài nghệ của thằng khốn và cũng tùy thuộc vào Thiên Chúa nữa chứ. Nếu Chúa muốn mình chết thì mình đành phải chết mà thôi. Nhưng một tay súng giang hồ khét tiếng như John Well không phải là hạng người có thể để cho ai ép nó vào cái thế bị bất ngờ, bị rút súng chậm. Bắn chậm thì phải chết thôi. Cái luật giang hồ này ở tiểu bang California trong cái thời kỳ mà thiên hạ từ khắp nước Mỹ đang đổ xô về San Francisco này để đi tìm vàng, ai mà chẳng biết. Và cũng bởi cái luật bắn chậm thì chết này, nó đã tiễn đưa không biết bao nhiêu thằng bắn chậm hơn nó qua bên kia thế giới. Không, nói thế cũng chưa đúng hoàn toàn, bởi vì cũng có một vài thằng bắn nhanh hơn nó đấy chứ. Nhưng bắn nhanh mà bắn chật thì chẳng thà đừng bắn, chỉ khổ tốn đạn, mất thì giờ vô ích. John chỉ cần một phát, bàn tay của nó khi đã rút súng ra thì chỉ cần một phát mà thôi. Một phát chính xác ngay giữa sống mũi, dưới hai cặp mắt một chút xíu, 100 lần như một, không chật quả nào. Cái thích thú của John là sau khi để một phát vào giữa mũi con người ta, cái thằng bị bắn hồn lìa khỏi xác mà vẫn chưa biết mình chết. Cặp mắt vẫn mở trợn trừng, nhìn người bắn mình, ngơ ngơ ngáo ngáo, thân hình vẫn chưa chịu đổ xuống cho rồi. Phải mất cỡ vài giây đồng hồ sau, cái bị thịt mới lắc nhẹ một cái rồi từ từ đổ xuống. Đến lúc đó thì John đã đút súng vào bao trở lại rồi. Và 100 lần như một, John luôn luôn thò tay móc cái túi đựng thuốc lá từ túi áo trên ra, chuẩn bị gói một điếu thuốc lá mới, khuôn mặt lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc, không vui mà cũng chẳng buồn. Giữa hai đứa phải có một thằng chết. Chúa gọi ai, người nấy dạ. Mừng là Chúa chưa thèm gọi tao. Một điếu thuốc sau khi nổ chết một mạng người luôn luôn là một điếu thuốc vẫn khoái khẩu nhất của John. Bàn tay cầm que diêm của John liền ngưng lại. Dĩ nhiên, sẵn sàng để rút súng, nhưng chưa sẵn sàng để bỏ rớt que diêm. Nó quay đầu đưa mắt liếc nhìn thằng đệ tử ruột đang ngồi xéo xéo cách bàn giấy của nó chừng vài mét. Thằng đệ tử ruột của John Well tên là Feng, người Tàu, là một chuyện lý thú khác. Cách đây nhiều năm, bọn Tàu được tuyển qua đây hàng chục ngàn người để làm đường sắt xe lửa xuyên lục địa Hoa Kỳ. Một công việc cực nhọc mà bọn Mỹ địa phương chẳng ai muốn làm. Chục năm sau, khi mà con đường sắt hoàn thành năm 1869, thì bọn lao công da vàng này trở nên thất nghiệp,
đi lang thang khắp mọi nơi ở California cầu thực, làm đủ thứ việc, và từ từ trở thành những cái gai trong con mắt bọn da trắng địa phương. Thế là có chuyện. Năm 1871, một cuộc khủng bố chống người Tàu của bọn da trắng ở San Francisco trắng trợn nổi lên. Chúng nó họp thành nhiều nhóm, làm đủ trò man rợ, từ giết chóc cho đến đốt nhà, hãm hiếp đàn bà con gái, v.v. Chúng nó chủ trương giết cho hết bọn da vàng này, hoặc nếu giết không hết được thì đốt hết nhà cửa, tống cổ chúng nó về Tàu trở lại. Cuộc đời nó khốn nạn như vậy đó. Khi người ta cần lao động rẻ tiền, thì người từ tuốt bên Tàu, bên châu Phi cũng được trở qua. Nhưng khi hết cần thì người ta tìm cách tống khứ bọn này đi. Tống một cách hợp pháp không được thì dùng những thủ đoạn dơ bẩn khác. John Well lúc ấy đang làm chủ một tiệm mua vàng nhỏ ở San Francisco. Và một buổi chiều đi ngang Chinatown, vô tình nhìn thấy ba thằng thổ phỉ da trắng vừa đốt một tiệm chạp phô của một người Tàu. Đốt nhà xong, chúng nó quây quần trước tiệm để ăn nhậu. Lửa từ phía sau đã bắt đầu nổi lên, nhưng chưa lớn lắm, hình như bị thiếu không khí. Đối với John, chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn đốt nhà ai thì đốt, miễn là đừng đốt nhà tao. Tao chẳng có gì phải lo lắng. John cưỡi ngựa đi ngang qua, tính đi luôn, nhưng nó chợt để ý đến một chuyện. Bọn khốn, chẳng những đốt nhà, chúng nó còn ràng một đường dây xích trước nhà để khóa cửa ra với một mục đích rõ ràng, cho chúng mày chết cháy trong nhà. John không bất bình vì chuyện đốt nhà, nhưng đốt mà lại còn khóa xích ở bên ngoài, cho người bên trong chết hết thì thật là dã man quá. Nó càng thấy động lòng hơn nữa khi bắt đầu nghe được tiếng la hét cầu cứu ở bên trong. Không hiểu tại sao, có thể vì còn chút máu nhân đạo trong người, John cảm thấy như thế này là không được rồi. Thằng John, một khi nó đã cảm thấy như thế này không được, thì thế nào cũng có chuyện. Nó lắc đầu, kéo cương ngựa dừng lại trước tiệm. Ba thằng thổ phỉ da trắng, một thằng thủ một cây shotgun, hai thằng kia đeo súng ngắn, đang đứng nói chuyện với nhau và truyền tay nhau một chai rượu. Bọn khốn nạn hình như rất lấy làm thích thú với cái trò chơi đốt nhà và giết người này. Khi con ngựa của John dừng bước, chúng nó đồng quay sang nhìn John. Ý muốn hỏi, chú mày muốn gì hoặc có muốn tham gia không? Nhưng John đã nói như quát. Chúng mày đã đốt nhà người ta, sao lại còn khóa cửa? Muốn giết họ chăng? Thằng cầm tay shotgun quay lại, chĩa họng súng hướng về người John. Không phải chuyện của mày, cút đi. Tao đếm tới ba. Như thế này lại càng không được nữa rồi. John cười nhẹ lắc đầu. Chuyện đâu còn đó, đâu cần phải hồ đồ như vậy. Một. John lại lắc đầu, lại cười nhẹ. Coi bộ không nói chuyện được với nhau sao mà phải ép nhau dữ vậy. Hai. Tiếng hai vừa bung ra thì bàn tay John đã nhanh như chớp móc con chó lửa trong bao ra và nổ liền một phát vào ngay giữa mặt thằng cầm súng. Cái miệng nó chưa kịp sủa tiếng ba thì đã bị phát đạn bay vào giữa sống mũi, lõm vào một lỗ lớn hơn cái mũi của nó. Thằng khốn bung người lên, quẳng cây shotgun xuống đất rồi gục xuống theo. John bắn nhanh đến độ thằng kia gục xuống đất rồi mà hai thằng bạn đứng bên cánh còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Phải một giây đồng hồ sau, hai thằng thổ phỉ mới tá hỏa tam tinh, biết bạn mình vừa bị bắn chết tươi. Theo phản ứng tự nhiên, chúng nó thò tay toan rút súng, nhưng John đã có sẵn súng trong rồi. Nó quát lên như sấm, muốn chết đó, như thằng khốn kia đó. Hay sao, bọn thổ phỉ khốn nạn này? Hai thằng nghe tiếng quát thì mới nhận ra là bọn mình đã hết có cơ hội rồi. Liền giơ tay lên. John nói chậm rãi từng tiếng một. Tao muốn tụi mày mở sợi xích ra và mở cửa, cho hết mọi người trong nhà ra. Mau đi! Không thì tao cho ăn mỗi đứa một phát vào mũi. Hai thằng ríu ríu vâng lời, quay lui để mở sợi dây xích. Nhưng tay chúng nó run quá không mở được. Ở trong nhà tiếng đập cửa thình thình, tiếng gào thét và tiếng khóc than bây giờ nghe rất rõ ràng. Ít nhất của hai hoặc ba người đàn ông và một người đàn bà. Khói bắt đầu phun ra từ những khe cửa dù chưa thấy lửa. Chờ cho hai thằng khốn này tháo được sợi xích ra thì ắt cả nhà bên trong sẽ chết hết. John tính toán thật là mau. Nó nhìn kỹ và ước lượng được sợi xích không to lắm, có thể cắt bằng đạn được,
Nếu nó bắn thật chính xác, John bỗng hét lên, tụi bay, lui ra. Hai thằng không biết gì liền nhích ra sau. John bóp cò hai phát, bắn bể tung một mắt xích. Mảnh sắt, mảnh gỗ văng tùm lum, văng cả vào người hai thằng khốn. Nó lại hét, kéo sợi xích ra. Bây giờ thì hai thằng thổ phỉ giật sợi dây xích ra được và mở cửa. Cánh cửa mở tung, người phóng ra đầu tiên là một thằng bé người Tàu. Không biết có phải nó là thằng bé hay không, vì người Tàu vốn nhỏ con, nhưng cái đuôi tóc của nó đã bị bén lửa. Tất cả người đàn ông Tàu thời đó đều để tóc có đuôi rất là dài, nhiều khi gần chạm đất. John lại hét với thằng Tàu, cái đuôi tóc của mày bị cháy, mau tới nhúng đầu mày vô thùng nước cho ngựa. Nhưng thằng bé Tàu làm như hoặc là không hiểu tiếng Mỹ, hoặc là không nghe lời John, vừa chạy ra nó đã dừng bước, rồi quay người lại, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó lại xông vào nhà trở lại. John cảm thấy thích cái thằng nhóc này, thằng nào mà gan lì dám trở vào nhà, xông vào chỗ chết để cứu gia đình nó đây, thật là một gương can đảm. Nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau, nó lại dội ngược trở ra, ho sặc sụa vì khói, và mặt mày lem luốc tơi tả. Rõ ràng là nó muốn cứu người trong nhà nhưng không được. Ngọn lửa ở cái đuôi tóc bây giờ lại cháy lên cao, đã gần tới một nửa cái đuôi của nó. Leo gần tới cổ, John hét, tay chĩa họng súng rulo về phía hai thằng thổ phỉ da trắng. Má tụi bay, đốt nhà người ta, tụi bay phải trở vào trong mà kéo người ta ra, không thì tao giết hết. Hai thằng thổ phỉ sững người nhìn John, nhưng John không có thì giờ. Nó nổ ngay một phát vào giữa ngực thằng đứng bên trái và hét lớn. Má nó, tao mà không có thì giờ đó hả? Mày không vào thì mày chết. Thằng thổ phỉ bị đạn rú lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. John chĩa mũi súng về phía thằng còn lại. Thằng này hú lên một tiếng lớn, quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng biết là chạy không thoát, đành xoay người phóng vào căn nhà đang bốc khói lên nghi ngút. John phóng xuống ngựa, đút súng vào bao, nhào tới ôm thằng Tàu đang đứng khóc giữa sân, quẳng nó vào cái thùng nước dành cho ngựa uống ở trước tiệm. Rồi nó phóng người vào trong nhà, quên mất rằng lửa đang bắt đầu phừng lên. Thằng thổ phỉ kéo được một cái xác đàn ông ra, đã chết vì khói. John bước thêm vài bước nữa vào bên trong, nhưng bị dội ngược, không phải vì lửa nhưng vì khói. Khói phủ kín người nó, mặt mũi tóc tai đều dính khói và những tàn lửa nhỏ. Đến một lúc nào đó, John biết mình phải bỏ ra ngoài nếu không muốn chết. Đúng hơn, nó cảm thấy mới đầu là ngạt thở, nhưng lần lần đầu óc trở nên rối loạn, rồi bị mất thăng bằng, và cuối cùng thì ngã sụp người xuống. John cố vùng vẫy, cố quơ tay quơ chân, nhưng hình như tay chân không còn biết nghe lời nó nữa. John biết ngay là mình sắp chết. Lạ thật, mình giang hồ mấy chục năm, bắn chết không biết bao nhiêu thằng, không ai đụng được một sợi lông, chẳng ngờ lại chết vì muốn cứu những người Tàu xa lạ, không hề quen biết. Đột nhiên John cảm thấy như có một người nắm tay mình kéo ra. Có lẽ người này rất yếu nên kéo rất chậm, vừa kéo vừa thở hồng hộc. Một lúc sau John được kéo ra tới cửa. Nhờ có khí trời, John từ từ mở mắt, thoát khỏi cơn hôn mê và nhận ra người vừa kéo mình ra chính là thằng Tàu. Nhưng thằng Tàu vừa kéo được John tới cửa thì một họng súng rulo đen thùi lùi đã chĩa vào người nó. John nhìn thấy người đang chĩa cây súng vào đầu thằng Tàu chẳng ai khác hơn là thằng thổ phỉ da trắng lúc nãy. Như thế này là không được nữa rồi. John thò tay vào bao súng nhưng quái lạ. Cái bàn tay rút súng thần tốc, sao bây giờ lại cứng đơ như thế này hở trời? Lại thêm một chuyện không được nữa rồi. Thằng thổ phỉ không phải chĩa súng để hăm dọa. Nó kéo con cò mổ ra sau và chuẩn bị bóp cò thật. Bắn thằng Tàu xong nhất định phải tới phiên mình, trong khi bàn tay rút súng của mình vẫn còn nằm im bất động. Nhưng thật là bất ngờ, thằng Tàu đã xoay người thật nhanh rồi chụp họng súng rulo chĩa lên trời. Cái nòng súng dài quá mà, phải chi nó ngắn một chút thì đâu có sao. Có tiếng súng nổ oành một phát, tóe lửa lên trời. Thằng Tàu tiếp tục khom người xuống và húc vào bụng thằng da trắng một phát thật mạnh, đẩy nó văng tuốt ra sau loạn choạng. John lại rút súng và lần này thì bàn tay nó bắt đầu chịu nghe lời nó. Mới đầu còn chậm, nhưng chẳng bao lâu thì trở lại tốc độ cũ. Thằng da trắng đã lấy lại được thăng bằng, bắt đầu chĩa họng súng vào người thằng Tàu, thì John bóp cò. Chỉ nhanh hơn thằng kia cỡ 1 phần 10 giây đồng hồ.
phát thứ nhất vào bàn tay đang cầm súng của nó, thổi bay mất ba ngón tay, cùng đẩy cây súng văng tuốt lên trời. Phát thứ hai tiếp theo vào giữa sống mũi nó. John chống tay đứng lên, tháo ổ đạn, đẩy vào 5 viên đạn mới. Lửa bây giờ bắt đầu bùng lên mạnh, sức nóng từ trong bốc ra. John nhìn xuống cái xác người đàn ông. Ông ta đã chết từ lâu, cặp mắt trợn trừng khiếp đảm, râu và tóc bị cháy xém. Cái đuôi tóc dài phía sau cũng cháy mất tiêu. John và thằng tàu cùng cúi người kéo xác người đàn ông ra xa, tránh khỏi vùng có sức nóng đang bốc ra. Hai người, một tàu một da trắng, đứng nhìn sững vào căn nhà đang bốc cháy. Một chập, sau khi lấy lại hồn xác, thằng tàu quỳ gập người xuống ôm lấy xác người đàn ông, khóc lóc thảm thiết. Papa, papa. Mãi cho đến lúc đó, John mới nhận ra thằng tàu này không phải là một thằng bé, mà là một thanh niên tuổi cỡ 20. Nó nhỏ con cho nên ai cũng tưởng là thằng bé. John để cho nó khóc chừng vài phút rồi cúi xuống vỗ vai nó hỏi, tên mày là gì? Phan. Mày biết nói tiếng Anh không? Dĩ nhiên, tôi sinh ở đây mà. Tốt, tao tên là John. Cảm ơn mày cứu mạng tao. Cũng cảm ơn ông đã cứu tôi. Nó đưa tay ra sau, kéo cái đuôi tóc bây giờ đã cháy gần hết cho John xem. Không nhờ ông thì tôi đã là ma không đầu. Không hiểu tại sao, John lại bật cười. Mày nên cắt mẹ nó luôn đi, giống bọn da trắng chúng tao, coi cho nó đẹp, lại khỏi bị kỳ thị. Tôi cũng đã nghĩ như thế. Vừa lúc ấy có tiếng ồn ào từ phía xa. John liếc mắt thật nhanh và biết ngay rằng như thế này là không được rồi. Một bọn thổ phỉ khác cỡ chừng vài ba chục thằng, vừa đi bộ vừa cưỡi ngựa, súng ống tận răng, mặt mũi đầy sát khí, đang hùng hổ xông tới. John biết đơn thân độc mã như mình, dù có bắn nhanh đến đâu cũng không thể giết hết chúng được. Chuyện giọt lẹ là một giải pháp hay nhất. Nó móc túi ra $5 dúi vào tay thằng Phen. Mày lấy số tiền này mà lo ma chay, tao phải giọt. Tao có cái tiệm mua bán vàng ở đường số 8 tên là John Wells. Ma chay xong tới đó tìm tao, tao có việc cho mày làm. Nói xong là John phóng tuốt lên ngựa, nói thêm một câu. Nhớ khóc cho thật to, chúng nó sẽ không làm gì mày đâu. Thằng Phen gật đầu, chắp hai tay và quỳ xuống đất mà lạy người khách da trắng đã cứu mạng nó. Nhưng chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, con ngựa đã quay lui và phóng nước đại, cùng John mất hút trong màn chiều vừa kéo tới. Một tuần lễ sau, ma chay cho cha mẹ xong, Phen cắt luôn cái búi tóc phía sau, đi bộ về thành phố San Francisco, đến đường số 8 tìm John. Hai người trở thành tâm đầu ý hiệp như là nam châm và sắt. John càng ngày càng thấy thích thú cái thằng này. Thứ nhất, nó có một cái đầu rất là khéo léo và nhanh nhẹn trong sự buôn bán. Tiếng Mỹ không phải là ngôn ngữ chính của nó, mà nói chuyện rất là lôi cuốn, ai nghe cũng phải siêu lòng. Thứ hai, sự thật thà và trung thành của nó. Và thứ ba, nó có cái tính gan dạ, ngang tàng như các giang hồ hảo hớn đời xưa. Thứ tư là nó có nhiều tài vặt mà khi hữu sự, John mới nhận ra. Thứ năm, nó nấu ăn rất khéo, chỉ cần quẳng cho nó một con gà hay con gì cũng được, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là nó sẽ nấu được một bữa ăn ngon lành. Nhưng đời xưa có nói, thằng nào có tài thì thằng đó có tật. Thằng Phen cũng có một cái tật. Cái tật này có thể xóa hết những cái hay của nó vừa kể trên. Ngay cả một thằng tài giỏi và khôn lanh như John Well cũng chẳng hề biết cái tật này của thằng Phen. Mãi cho đến khi biết ra thì mới là mình đã bị tán ra bại sản, không cách gì cứu vãn được. Nhưng đó là chuyện về sau. Thời đó ở Hoa Kỳ, ai đã có của hoặc là có công ăn việc làm vững chãi thì không dại gì mà mò tới San Francisco để đào vàng. Chỉ có bọn thất nghiệp, bọn giang hồ, bọn đá cá lăn dưa, bọn sống ngoài vòng pháp luật, bọn biếng nhác, ham ăn uống nhưng mà không ham làm, sống không nổi nơi mình ở mới đổ dồn về đây để mong làm giàu một cách dễ dàng. Dĩ nhiên là giữa một bọn người tạp lục như thế thì đủ thứ mọi chuyện có thể xảy ra, từ ăn cắp, ăn cướp cho đến giết người, hiếp dâm xảy ra hàng ngày. Cảnh sát cũng do chúng nó bầu lên, cho nên luật pháp chỉ là một trò chơi của những thằng có tiền hoặc những thằng bắn hay, bắn nhanh và bắn chính xác như là John. Nó đã bắn chết tươi hai thằng thổ phỉ, tính vào đây ăn cướp vàng ngay trong tiệm nó,
máu vẫn còn thấy mờ mờ trên sàn nhà. Cái tiệm mua vàng của John Well thời đó chỉ là một trong hàng trăm cửa tiệm vàng nhỏ ở San Francisco dựng lên vội vàng để mua và bán vàng của thiên hạ. Bất kỳ ai có chút vốn liếng nghèo thì kê một cái bàn, để một cái cân nhỏ, bên cạnh đó là tấm bảng viết mấy chữ mua bán vàng, là trở thành một tiệm vàng. Ai sang hơn một chút thì cất cái chòi, sang hơn nữa thì mướn một căn phòng nhỏ, treo biển phía ngoài đàng hoàng như là John. Cửa hàng của John mở được vài năm, chẳng có gì đặc biệt hơn hàng trăm cửa hàng khác ở San Francisco thời đó. Cũng có một bảng hiệu, một căn phòng ẩm thấp tồi tàn, một bàn giấy, một cái cân và một khuôn mặt lầm lì hãm tài, chính là John. Ngồi bán hàng mà mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, như thể muốn đuổi khách ra ngoài. Mới đầu vì vàng nhiều và ít tiệm nên còn buôn bán được kha khá, nhưng càng về sau vàng càng ít đi, trong khi tiệm lại mọc lên nhiều, cho nên trở thành ế ẩm, có khi cả ngày chẳng có ma nào ghé vào. Ngày đầu tiên vào giúp việc cho John, hai thầy trò chỉ ngồi ngắp dài, chẳng có khách, cũng chẳng có việc gì để làm. Đến trưa thì thằng Phan mới nói, sếp ơi, như thế này là không được rồi, buôn bán cái kiểu này thì chỉ có chết. John lắc đầu, chán nản nói, tao cũng biết như thế này là không được rồi, nhưng mày có ý kiến gì không? Có chứ, ý kiến gì? Tôi sẽ sửa sang lại cái tiệm này một chút và treo cái bảng quảng cáo mới rất là hấp dẫn. John búng điếu thuốc lá đã tàn xuống sàn nhà. Mày muốn làm gì thì làm. Nói là làm, nó xăn tay áo bắt đầu công việc ngay. Trước hết, Phan làm vệ sinh sạch sẽ cái tiệm. Nó chùi rửa cửa sổ, bàn ghế, sàn nhà, rửa sạch những dấu vết máu của hai thằng bị bắn chết trong tiệm. Nó đóng một cái bàn giấy mới tinh, chùi rửa tất cả những vật dụng trong tiệm, từ cái cân cho tới cái đồng hồ vân vân. Bên trong coi như ổn, ngày hôm sau nó đi mua sơn về, vẽ một cái biển thật lớn, đề mấy chữ John Well, mua vàng giá cao nhất. Phía bên cạnh nó vẽ hình một con nhỏ đít to, vú bự, chỉ mặc trần xì cái quần xì líp và sú chiêng. Một tay cầm rúm vàng, tay kia cầm một mớ tiền đô la, miệng cười thật tươi và đang liếc mắt đưa tình với người nhìn. Ở phía bên kia là hình mấy ly bia và chai rượu thật là to. Nó vẽ rất là khéo tay, coi cứ như người thật, rất là hấp dẫn. John nhìn tấm biển và không khỏi bật cười. Sao mày lại nhét con nhỏ đó vào? Tao chưa có hề thấy một tấm biển bán vàng nào mà lạ lùng như thế. Phan cắt nghĩa. Dân ở đây toàn là bọn thiếu đàn bà. Ông nghĩ xem, chúng nó bỏ vợ con qua đây tìm vàng, làm cực khổ suốt cả tháng trời. Bây giờ nhìn thấy hình đàn bà, chúng nó phải nhào tới. Bán bao nhiêu thì không biết, nhưng quan trọng là chúng nó phải đặt chân vào tiệm mình cái đã. Mọi chuyện rồi sẽ từ từ được giải quyết. Thế còn hình mấy chai rượu và bia? Ông quên rồi à? Đàn bà luôn luôn đi kèm với rượu. Chơi gái mà không say rượu thì chẳng thà đừng chơi. Nhưng tiệm mình chỉ có hai thằng đàn ông, làm gì có đàn bà và rượu? Phan cười. Tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi. Như thế nào? Ngày mai á, tôi sẽ ngăn cái phòng ra làm hai. Phía trước để bán vàng, phía sau kê hai cái giường và một tủ rượu. Khách vào đây sau khi bán hàng, nếu muốn quẹo vào trong để giải trí thì xin chi thêm $1. Một ly rượu 10 sen, còn nếu muốn quẹo ra ngoài để đi về nhà thì xin cứ tự nhiên cho, không ai ép. Bia rượu thì dễ kiếm rồi, còn gái thì mày kiếm ở đâu? Gái tàu đang thất nghiệp thiếu gì ở Chinatown đó, tôi đi một vòng thì đem về bao nhiêu mà chẳng có. Nhỡ tụi nó thích gái da trắng thì sao? Chuyện nhỏ, bọn gái tàu này quen biết bọn da trắng nhiều lắm, cùng nghề với nhau mà. John gật gù cái đầu cảm thấy khoái chí, nhưng nó còn một thắc mắc. Rồi chở bọn gái về đây rồi chỗ đâu cho chúng nó ở? Phan lắc đầu, đâu có cần. Sáng lên Chinatown chở chúng nó lên đây, chiều chở chúng nó về. Nếu mà chúng nó không muốn về thì nằm ngủ ở đây cũng được, có mất mát gì đâu. Quả đúng như sự suy nghĩ của thằng Phan. Dân tìm vàng ở đây mà sau này nước Mỹ và cả thế giới gọi là bọn 49 year, tức là 49er, tức là bọn đến đây vào năm 1849 để tìm vàng, là một tập họp của đủ thứ hạng người như đã nói ở trên. Nhưng lâu lâu cũng lọt vào vài thằng trí thức như là luật sư, bác sĩ và quan trọng hơn nữa là vài ông mục sư. Sau khi tấm biển John Well mua vàng giá cao nhất được dựng lên,
với hình một em gái và mấy chai bia, thì tình hình thay đổi hẳn. Bọn thợ mò vàng sau vài tuần hay vài tháng cực khổ làm lụng, ra phố bán vàng đi ngớ ngớ, chưa biết ghé chỗ nào để bán cho được giá. Khi nhìn thấy hình một con nhỏ chỉ bận, xì líp su chiêng thì khoái quá liền bước vào. Mới bước vào thằng nào cũng chỉ tò mò một chút, nhưng chúng nó giật nảy mình khi thấy những em tóc đen tóc vàng ngồi lẩn quẩn đó đây. Em nào em nấy mới nhìn qua thì ai cũng muốn chảy nước miếng. Một thằng tàu đứng phía sau quầy ăn mặc lịch sự với cà vạt áo vét như là người da trắng, miệng cười tươi rói với những lời mời mọc. Nhìn cái bảng giá nó mua vàng để trên quầy thì chẳng cao chút nào, như là lời quảng cáo. Nhưng đã bước vào đây đã nhìn thấy mấy em thơm và tươi mát như thế, thì ai mà nỡ lòng nào quay mặt bước đi. Kệ mẹ nó, có thể nó mua giá không cao lắm, nhưng cứ nhìn mấy em nhởn nhơ trong phòng thì thằng nào ông nào lại chẳng muốn bắt chuyện làm quen tán tỉnh vài câu. Và biết đâu chừng rủ được các em đi chơi phố một vòng thì còn sướng biết mấy nữa. Chỉ có những thằng tinh mắt lắm và từng trải giang hồ mới biết các em là điếm, còn ngoài ra đều là lầm cả, lầm to. Thằng Phen tươi cười, đi đâu mà vội mà vàng hả quý vị? Quý vị làm ăn cực khổ, bây giờ là lúc quý vị phải để những hột vàng của mình chịu cực khổ vì nó, bắt chúng nó phải phục vụ mình. Tôi nói như thế có đúng không nào? Thằng Phen liếc nhanh sang các cô, các em thấy tôi nói có đúng không? Các em liền nhao nhao lên mỗi người một câu, đúng quá đi chứ. Mấy anh cực khổ ngày đêm vì mấy cục vàng, bây giờ phải bán chúng nó đi, bắt chúng nó phải phục vụ các anh, như thế mới gọi là công bằng chứ. Tụi em còn có bia có rượu nữa, có anh nào muốn uống một ly với em không? Phen giả vờ nghiêm mặt, các em nói thế không có được, rượu bia đó chỉ để ảnh cho khách quý thôi, không phải ai vào đây muốn uống cũng có. Nhưng đặc biệt cho mấy anh, thấy mấy anh hiền lành cho nên tôi phá lệ, ai bán trên một lượng vàng được mua một chai bia, hai lượng vàng được mua một chai rượu. Rượu này rất ngon, nấu từ miền New Auckland của Pháp đem về đây đấy nha. Bọn Pháp ở New Auckland nó nổi tiếng nấu rượu cô nhắc ngon nhất thế giới. Dĩ nhiên là những thứ rượu mà nó giới thiệu ở New Auckland toàn là chuyện bố láo. Ai có thì giờ rảnh mà đi băng sa mạc hoặc là đi tàu thủy qua New Auckland để mà mua cô nhắc đem về đây cho bọn tìm vàng nghèo khổ ngu dốt này uống. Toàn là thứ rượu cho chính tay thằng Phen nấu lên cách đây vài tuần, theo công thức rượu đế của người Tàu mà gia đình nó truyền lại từ mấy mươi đời. Dĩ nhiên nó phải thêm một chút màu, chút nho khô, chút táo cho nó thơm thơm giống rượu cô nhắc. Thứ rượu này gia đình nó pha, nhưng chẳng ai trong gia đình nó dám uống lấy một ngụm. Người uống không biết có ngon không, nhưng say là cái chắc. Và say xong thì ngày hôm sau khỏi có đi làm, vì không ai dậy nổi. Cực khổ mấy tháng trời trong những căn hầm tối tăm dơ bẩn hôi hám, trên những dòng sông nước chảy xiết đã cuốn trôi không biết bao nhiêu mạng người. Trên những ngọn núi đá đầy ác thú, trong những thung lũng đầy rắn rết, bây giờ trong túi rủng rỉnh những hột bắp rang đầy ắp. Dân thời đó gọi vàng thô mới lọc được là bắp rang, vì nó coi giống như là mấy hột bắp rang. Nhìn bên cạnh lại là những tiên nữ vũ đít thật là to vĩ đại. Nước hoa thơm phưng phức như mới vừa đi tắm ở động suối tiên ra. Con người dù có khô khan đến đâu cũng khó mà không sa ngã. Chỉ nhìn thấy mấy em là hồn vía đã thấy bủn rủn rồi. Nói gì đến chuyện được cầm tay em, hay là bóp vú bóp đít em, hay là sướng hơn nữa được đè em xuống, nện cho một phát. Thế là khách thò tay vào túi, lôi cái túi nhốt mấy hộp bắp rang ra, bỏ lên bàn cân tiểu ly. Cái này 5 chỉ cái kia 7 chỉ, đủ thứ bắp rang, cái to cái nhỏ, cái nào cũng vàng tươi óng ả. Gom lại cũng được 3-4 lượng vàng. 10 ngón tay thằng Phen chạy liên tục trên cái bàn tính có những bánh xe màu đen nho nhỏ, xẹt qua xẹt lại như ngựa đổi chuồng, kêu ký ca ký cách như một điệu trống ma quái. Miệng nó đếm liên tục, cái này $1, cái này $1.50, tổng cộng $2.50, vân vân. Đếm đi đếm lại xong xuôi, thằng Phen đẩy cái bàn tính qua một bên miệng cười cười. Dạ, của ông anh là $85.35. Coi có tí xíu vàng mà sao lại lắm tiền thế nhỉ? Ông anh quả là một con người tài giỏi, quá tài giỏi, phải nói là vĩ đại mới đúng. John ngồi trong góc phòng, nghe như thế thì xém bật cười lên nhưng nín được. Thằng Tàu này quả có nhiều tài vật, mồm trơn như thoa mỡ, mình không thể nào bằng nó được.
Thằng tìm vàng không hiểu tại sao mình đương nhiên bỗng trở thành vĩ đại. Nhưng chuyện đó không có quan trọng. Nó không nói gì, trợn tròn cặp mắt nhìn thằng Phen chờ đợi. Phen biết thế nên rình rang kéo cái hộc tủ ra, vừa đủ cho khách nhìn thấy những đồng đô la mới tinh mà John vừa lãnh từ Ngân khố Trung ương Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ ngày hôm qua. Các bạn vừa nghe xong phần 1, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 2.